Hàng năm là ở đây đều tổ chức như thế thì để là tạo một không khí vui tươi phấn khởi cho thanh niên rồi cho cư dân sống ở đây rất là tuyệt vời. Mà đây là cái phong tục truyền thống từ xưa đến nay, và mọi chi phí các thứ đều là do nhà chùa là đứng ra là đảm nhiệm hết. Mà quê em tổ chức ấy thì nó chỉ có một cái vùng nhỏ khoảng bằng 1/4 rất là thôi, nên là nó không rộng như này, là bơi nó không mệt như thế này. Lễ hội này rất là hay, nên là em mong là sang năm và các năm sau thì đều tổ chức được lễ hội như này cho mọi người cùng tham gia. Hôm nay rất có nhiều khán giả và mọi người đến cổ vũ giúp cho tình đoàn kết xóm làng của mình đi lên, nâng cao tinh thần mọi người hơn, đoàn kết hơn nhiều. Trong đình thỉnh chuông ngài xong thì là tất cả bà con ai muốn bắt vịt thì xuống, đừng lo bắt không có. Bắt được về là người ta cũng làm sửa hữu, làm cầu có may, phải ngài phù hộ cho, làm ăn phát tài, không khá. Đấy là cái ý nghĩa của dân là như thế, là cái kinh doanh của người đấy.